Đội tuyển nữ Việt Nam có buổi tập chính thức trên sân vận động Dasarath chuẩn bị cho trận đấu gặp chủ nhà Nepal tại vòng loại thứ nhất Olympic Paris 2024. Mặc dù gặp phải đôi chút khó khăn khi thời tiết nắng mưa bất chợt tại thủ đô Kathmandu, nhưng các cầu thủ vẫn duy trì trạng thái tích cực và nỗ lực hoàn thành các bài tập của ban huấn luyện. Chia sẻ với truyền thông trước trận đấu, huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết: "Chúng tôi rất tiếc khi bảng này trước đó có 4 đội, nhưng sau đó có 2 đội đã rút lui và chỉ còn 2 đội. Chúng tôi rất mong được thi đấu với những đối tượng khác để chuẩn bị cho vòng chung kết World Cup 2023. Đội tuyển nữ Việt Nam đến đây không phải là để dạo chơi. Chúng tôi rất tôn trọng Nepal và sẽ cố gắng thi đấu hết sức mình." Trong khi đó, tiền đạo Huỳnh Như cho biết: "Mặc dù có sự chênh lệch về thứ hạng trên bảng xếp hạng, nhưng chúng tôi tôn trọng tất cả các đối thủ. Chúng tôi đã xem băng hình trận đấu giữa đội tuyển nữ Nepal và đội tuyển nữ Ấn Độ. Đội tuyển nữ Nepal có kỹ thuật tốt và tiến bộ nhiều trong những năm gần đây. Vì vậy, đây sẽ là một trận đấu khó. Tuy nhiên, chúng tôi đến đây để chiến thắng và sẽ cố gắng hết sức." Theo kế hoạch, sáng nay ngày 5 tháng 4, toàn đội sẽ có buổi họp để thống nhất đội hình và chiến thuật cho trận đấu. Theo lịch thi đấu, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đá 2 trận với đội chủ nhà đội tuyển nữ Nepal vào lúc 19:15 ngày 5 tháng 4 và 8 tháng 4 giờ Việt Nam. Đội thắng chung cuộc sau 2 lượt trận sẽ giành vé vào vòng loại 2 Olympic 2024.